các quy định về đi vệ sinh. Người Muslim cần đảm bảo rằng mình là người thường xuyên duy trì sạch sẽ về cả hình thức và thực hành. Giữ sạch sẽ trước tất cả các tạp chất khỏi cơ thể, khỏi quần áo, đất đai và môi trường xung quanh là một đường lối của tôn giáo Islam, khi mà Islam là tôn giáo của cái đẹp, của sự sạch sẽ thuần khiết. Hơn nữa, vị Nabi của Islam sallallahu alaihi wasallam còn công bố rằng sự sạch sẽ là một nửa của đức tin qua lời nói: "At-tahuru shatrun iman." Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin. Hadith do Muslim ghi. Theo đó, Islam đã cấm người Muslim không được đi vệ sinh trước mặt mọi người hoặc tại nơi mà mọi người cần ngồi, giống như các công viên. Bởi Nabi sallallahu alaihi wasallam của Islam đã từng khuyến cáo: "Ittaqul la'anain." Hãy coi chừng hai điều bị nguyền rủa. Đó là gì thưa thiên sứ? Những vị sahaba đã hỏi. Người sallallahu alaihi wa sallam đáp: "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim." Là kẻ đi vệ sinh trên đường đi của mọi người hoặc tại nơi họ nghỉ mát. Hadith do Muslim ghi. Islam còn cấm đi vệ sinh trong nước đứng yên không chảy để cho nguồn nước không bị ô nhiễm. Bởi có hadith thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã cấm như thế. Vì lý do này, Islam đã lập nên các quy tắc về nghi thức áp dụng cho tín đồ Muslim khi họ muốn đi vệ sinh. Thứ nhất, người Muslim cần phải cẩn trọng khi tiểu tiện để nước tiểu không văng ngược trở lại dính quần áo trong thời gian tiểu tiện. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến cáo bảo: "Tanazzahu min al-bawli fa inna 'ammata 'adhabil qabri min." Hãy cẩn thận dưới nước tiểu, bởi đó là lý do chung của sự trừng phạt nơi cõi mộ là do dính nước tiểu. Sau khi đi vệ sinh xong, cần phải loại bỏ các tạp chất còn dính lại trên cơ thể bằng nước hoặc bằng đá sạch hoặc những thứ tương tự khác, chẳng hạn như khăn giấy. Điều kế tiếp, không dùng tay phải để thực hiện việc đi vệ sinh thể hiện sự tôn trọng tay phải. Bởi thiên sứ của Islam đã dạy rằng: "Idha dakhala ahadukumul khala فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ." Khi các ngươi vào nhà vệ sinh, chớ đừng chạm bộ phận sinh dục của mình bằng tay phải. Hadith do Muslim ghi. Điều kế tiếp, trong những quy định về việc đi vệ sinh là nên tụng niệm trước khi bước vào và sau khi bước ra nhà vệ sinh. Như thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã dạy: "فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ." Khi các ngươi vào nhà vệ sinh thì hãy nói: "A'udhu billahi minal khubuth wal khaba'ith." Hadith do Abu Dawud ghi. Và khi bước ra thì nói: "Ghufranaka." Hoặc nói: "Ghufranak." Điều kế tiếp là không hướng mặt và cũng không xoay lưng về hướng Qibla trong thời gian đi vệ sinh. Như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã di huấn: "Idha ataytumul ghaid fala tastaqbilu al Qibla ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا." Khi các ngươi đi vệ sinh, chớ đừng hướng mặt về hướng Qibla và cũng đừng xoay lưng về đó, dù tiểu hay đại tiện, mà hãy xoay về hướng đông hoặc hướng tây. Hadith do Muslim ghi. Ngoài ra, lúc tiểu tiện không được mang bất cứ gì mà có ghi chép tên của Allah trên đó, và càng không tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala trong suốt thời gian đi vệ sinh. Điều kế tiếp, luôn giữ kín đáo và không phơi bày cơ thể mình trước mặt mọi người, trừ khi trước mặt vợ. Bởi Nabi của Islam đã từng dạy: "Ihfaz awratak." Hãy bảo vệ awrat của bạn. Awrat là phần cơ thể Islam bắt buộc mỗi người, dù nam hay nữ, phải che kín, không được phơi bày cho người khác giới. Đối với nam, awrat của họ tối thiểu là từ rốn cho đến khỏi đầu gối. Còn awrat của nữ là toàn cơ thể của họ ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay. Và phần awrat này chỉ được phép phơi bày trước mặt người bạn đời của mình, tức là giữa vợ chồng với nhau thì không có bị cấm. Còn đối với người khác giới khác, chúng ta cần phải luôn giữ kín phần awrat của mình. Việc lấy wudu và giữ sạch cơ thể và môi trường xung quanh giúp chúng ta dễ dàng đạt được tình yêu thương của Allah subhanahu wa ta'ala, bởi Ngài yêu thích sự sạch sẽ khi Ngài đã tuyên dương những người dân sống ở Quba bằng lời phán: "Fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin."
bên trong masjid này, tức là bên trong masjid Quba, có những người đàn ông yêu thích thanh tẩy bản thân, và Allah yêu thương những người thanh tẩy bản thân khỏi thứ dơ bẩn và tội lỗi. Chương 9, At-Tawbah, câu 108. Thấy rằng Islam luôn dạy và giáo dục tín đồ Muslim hướng đến điều tốt đẹp, và Islam đã không bỏ qua bất cứ thứ gì trong cuộc sống của con người, kể cả dạy họ cách đi vệ sinh như thế nào cho đúng và cho phù hợp, và cách tẩy rửa như thế nào sau khi đã đi vệ sinh. Islam là tôn giáo luôn hướng con người đến với chân thiện mỹ. Nếu bạn chưa biết thì hãy tìm hiểu, thì bạn sẽ thấy rõ hơn. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho tất cả. Wallahu a'lam wa ahkam.